Chú chào cháu, chú là thạc sĩ kiến trúc sư Lý Xuân Quỳnh, hiện tại cháu đang ở dạy lớp vẽ thầy Quỳnh. Hôm nay là buổi sáng thứ tư ngày 26 tháng 4 năm 2023. Chú hướng dẫn cho bé Xuân Anh của lớp vẽ bài hình chuyển động kết hợp với hình vô hướng. Xuân Anh bé là một cô gái chăm chỉ của lớp, học hành thì rất chăm chỉ và rất cố gắng. Hôm nay là Xuân Anh bé vẽ bài gam tông lạnh. Tông lạnh của bài hình chuyển động kết hợp hình vô hướng. Các cháu xem video mà thấy suối bé chăm chỉ và đáng yêu xinh đẹp thì bấm like chia sẻ video giúp chú nhé. Và đây là học sinh nam thần của lớp. Học sinh nam thần này cũng là một học sinh rất chăm chỉ. Nam thần đang vẽ về giải phẫu về cánh tay và bàn tay, rồi tiến tới vẽ là mẫu thật. Học sinh nam thần cũng là một hot boy đáng yêu và đẹp trai của lớp. Và đây là quý cưng học của lớp đại học của tôi chú. Hôm nay quý cưng đến chơi lớp chơi nên hôm nay quý cưng đến lớp bé là chú chơi.
Các cháu xem video mà thấy anh nam thần hot boy đẹp trai vẽ giỏi thì like chia sẻ với lớp chú nhé. Và cháu thấy anh chú quý cưng đẹp trai thì like chia sẻ giúp chú nhé. Chú sẽ cảm ơn rất là cháu là thạc sĩ kiến sư Lý Quỳnh, hiện tại chú đang giảng dạy lớp thầy Quỳnh. Hôm nay buổi là buổi sáng thứ tư ngày 26/4/2023, chú quay video này để kỷ niệm lại thôi. Chú cảm ơn tất cả các cháu.